À, thưa quý vị, chủ động 24 giờ xin được tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Chị Việt Hạ, tình hình lũ cũng như là ngập lụt ven các sông ở Hà Nội đang diễn ra như thế nào? Xin mời những thông tin cập nhật từ chị. Dạ vâng ạ, đến sáng nay thì lũ trên sông Hồng cũng đã xuống hẳn dưới báo động 1 rồi ạ. Nước ngập ở ven sông thuộc các quận như là Ba Đình, Hoàn Kiếm thì cũng đã rút, thế nhưng mà vùng ngoại thành thì vẫn ngập lụt bởi vì nước sông rút chậm. Dự báo trong chiều đến tối nay thì lũ trên sông Cầu qua Sóc Sơn hay là sông Cà Lồ qua Đông Anh sông Bùi qua Trương Mỹ và sông Tích qua Quốc Oai thì vẫn sẽ trên mức báo động 3 từ 10 đến 60 cm. Và diễn biến như vậy thì ở các vùng trũng thấp ven sông Bùi qua Trương Mỹ thì phải sau từ 10 đến khoảng 13 ngày nữa nước mới rút hết. Còn với ven sông Tích đi qua Thạch Thất, Quốc Oai và Trương Mỹ thì sẽ mất khoảng từ 7 tới 10 ngày. Ven sông Cà Lồ hay là sông Cầu qua Đông Anh Sóc Sơn thì phải trong khoảng từ 2 tới 5 ngày nữa còn về thời tiết thì trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời sẽ nắng nhiều, nhiệt độ thì sẽ có xu hướng tăng dần, cao nhất trong ngày hôm nay và khoảng là 34 độ C, cảm giác khá nóng. Trong khi đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh dự báo sau khoảng 2 giờ chiều sẽ có mưa nhiều và có lúc mưa to đến rất to. Mưa lớn trong thời gian ngắn thì dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các tuyến đường trụng thấp như chiều ngày hôm qua. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành khác của khu vực Nam Bộ trong chiều nay cũng sẽ có mưa lớn và có những điểm, mưa to đến rất to, lượng có thể trên 100mm. Ngoài ngập úng thì quý vị cũng cần phải đề phòng với lốc, xét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Còn bây giờ xin mời tiếp tục các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.